Giải đấu giao hữu có phần thưởng hấp dẫn nhất, những pha bóng thú vị nhất, những anh tài đỉnh nhất của FC Online. Họ quy tụ tại nơi được gọi là mỏ dầu của giao hữu, nhưng tính chất thì hơn cả một cuộc chiến, bởi mọi sai lầm đều trả giá bằng tiền mặt. The Titans League mùa 2, đừng để tiền rơi. Livestream tại YouTube Luận BK, hệ thống kênh fanpage Bình Bè, Luận BK, Phước Phở, Thanh Mù và Eddie Chuối. Giải sẽ diễn ra 20 giờ tối thứ tư và thứ năm hàng tuần kể từ ngày 5 tháng 3. Đừng bỏ lỡ những sự kiện của The Titans League.